ít thế này. Bạch Tiểu Thuần bất mãn, lại chờ một lát, xác định không có oan hồn xuất hiện, lúc này hắn mới bay theo thông đạo rời đi. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tới gần thông đạo, đột nhiên mặt đất rung động rất mạnh, mặt đất cung điện sụp đổ xuất hiện khe hở thật lớn. Nếu chỉ là khe hở cũng bỏ đi, bên trong càng có tiếng thiên lôi nổ vang khắp cung điện, lúc này cung điện sắp sụp đổ, thậm hài cốt cá sấu to lớn kinh người cũng lõm xuống. Bạch Tiểu Thuần biến sắc khi phát hiện cảnh tượng này, hắn vui vẻ không nhỏ. Chẳng lẽ còn có tầng tiếp theo? Bạch Tiểu Thuần vui mừng, hắn nhìn ra sau, trong nháy mắt đó mặt đất cung điện sụp đổ, một đám sương mù màu đen phạm vi mấy vạn trượng xuất hiện. Sương mù sôi trào như nước sôi, đó là một quỷ thủ vô cùng đáng sợ. Nó duỗi ra khỏi sương mù và nhắm thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, trong quỷ thủ còn có tiếng gào thét cực lớn giống như ma quỷ bò ra khỏi địa ngục. Trong nháy mắt nhìn thấy quỷ thủ, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa kinh người. Hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử bao phủ tâm thần. Dường như mỗi tấc huyết nhục trong người đang gào thét hắn chạy đi. Đi nói cho Bạch Tiểu Thuần biết nơi này phi thường nguy hiểm. Nó có thể nhìn thấy ta. Xong đời, chẳng lẽ ta trêu chọc đại hồn. Nó không hài lòng nên muốn tiêu diệt ta. Bạch Tiểu Thuần hét lên sau đó ném mấy ngàn viên tụ hồn đan còn sót lại trong túi chữ vật ra bên ngoài. Ngay sau đó mấy ngàn viên tụ hồn đan cùng nổ tung hình thành hấp lực cực lớn. Quỷ thủ vặn vẹo và hơi chậm lại một lúc cũng đủ thời gian để Bạch Tiểu Thuần chạy trốn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi động quật. Sau lưng hắn có tiếng gào thét kinh người. Quỷ thủ cực lớn cũng duỗi ra khỏi động quật muốn trục chết Bạch Tiểu Thuần ngay lập tức. Quỷ thủ có thể vặn vẹo hư vô. Lúc nó tấn công cũng phong tỏa thiên địa chung quanh Bạch Tiểu Thuần, dường như thiên địa biến thành lồng giam. Bạch Tiểu Thuần có chạy đằng trời. Vào lúc nguy cơ sinh tử, Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Cảm giác sinh tử làm hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Đôi mắt đỏ rực, thậm chí trên mặt nổi gân xanh. Trong nháy mắt bàn tay hắn mở ra. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng và vận dụng bất tử trường sinh công đến mức tận cùng. Hắn bước tới một bước. Sau khi bước ra một bước thân thể hắn mơ hồ. Lúc hoàn thành một bước này thân thể hắn lập tức phân giải. Thời điểm thân thể phân giải cũng là lúc quỷ thủ đánh xuống. Oanh, tại nơi Bạch Tiểu Thuần biến mất xuất hiện tiếng nổ động trời. Hư vô, vỡ vụn, có thể nhìn thấy nhiều khe nứt màu đen. Dường như phát hiện Bạch Tiểu Thuần chạy thoát. Trong động lại có tiếng gào thét kinh thiên. Thậm chí tiếng gào còn truyền ra khỏi cấm chế oanh động tám phương, càng làm cho vô số người phát giác. Cùng lúc đó ở bên ngoài cách động quật chừng một dặm, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Sau khi xuất hiện hắn liền phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo vài bước sau đó lại phun máu thêm lần nữa. Thậm chí sau lưng hắn còn có huyết nhục mơ hồ, bởi vì lưng hắn có 5 vết cào rất sâu. Thương thế vô cùng đáng sợ, có lực lượng nào đó muốn mục nát ngũ tạng lục phủ. Cũng may thân thể Bạch Tiểu Thuần cường đại và kiên trì rèn luyện trong thời gian dài. Sau khi hắn phun máu tươi liền ổn định một lúc, hắn vô cùng hoảng sợ, lại không dám chậm trễ thời gian, hắn lập tức bay về trường thành. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đột nhiên dãy núi trồng chất sau lưng hắn xuất hiện cột sáng màu đen. Bên trong có tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cột sáng phóng lên trời xuyên thủng tầng mây. Bầu trời xuất hiện gợn sóng lan tỏa ra chung quanh, cả vùng đất lấy động quật làm trung tâm lan tràn ra các hướng. Cấm chế tự nhiên chung quanh bị gợn sóng trùng kích nên hủy diệt không còn gì, lực trùng kích không biến mất. Thậm chí nó còn lan truyền ra chung quanh. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi đến mức tận cùng, hắn liều mạng chạy trối chết. Nội tâm sợ hãi không thể diễn tả thành lời, hắn không ngừng chạy trốn về hướng trường thành. Xong rồi, chẳng lẽ do ta quá tham nên dẫn ra đại? Bạch Tiểu Thuần uể oải không thôi, hắn cảm giác mình gặp rắc rối. Trong lúc hắn bay đi, ở chung quanh động quật có không ít thổ dân cùng hồn tu phát hiện dị tượng, bọn họ đồng loạt bay về hướng cột sáng. Xảy ra chuyện gì? Nơi đó có ca an động. Trong tiếng kinh hô, một đám thổ dân cùng hồn tu bay thẳng về hướng động quật, ý đồ xem xét đã xảy ra chuyện gì. Cũng may từ khi cột sáng màu đen bắn thẳng vào bầu trời, lực trùng kích lan ra các hướng, trận pháp âm chế sụp đổ, quỷ thủ màu đen không xuất hiện nữa. Thổ dân cùng hồn tu chung quanh tới gần, nguy hiểm nơi đây giảm xuống không ít, sau khi tới gần liền phát hiện hố sâu, mọi người hơi suy nghĩ sau đó có kẻ tiến vào bên dưới. Thậm chí bên phía trường thành cũng có phát hiện biến hóa. Vào lúc cột sáng màu đen bay lên trời, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao tỏa sáng. Trần Hạ Thiên bước ra một bước bay lên bầu trời. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn sóng xung kích đang lan ra chung quanh. Phái người đi điều tra xem xảy ra chuyện gì. Lúc Trần Hạ Thiên hạ lệnh, đám người Bạch Lân cũng chú ý tới cột sáng. Thậm chí cảm nhận được mặt đất rung động thật nhỏ. Bên phía man hoang, trên một bình nguyên có hơn 100 bộ lạc vây quanh. Trong khu vực trung tâm có chướng bồng cực lớn. Trong chướng bồng là hồng trần nữ mặc quần áo đen với dung mạo tuyệt mỹ. Nàng đang đả tọa, đột nhiên mở mắt và ra ngoài quan sát. Đó là Hồng Trần Nữ do dự một lúc sau đó an bài người đi xem xét. Thời điểm hai bên đang phái người dò xét cột sáng.
Trong núi rừng cách động quật chừng 10 dặm có hai đạo thân ảnh bay nhanh. Hai người này một nam một nữ. Mặc dù nhìn có chút chật vật, quần áo tàn phá nhưng ánh mắt hai người sinh ra hào quang khiếp người. Nếu có người nhìn nhau sẽ rung động tâm thần giống như nhìn thấy hai con hung thú. Trên người bọn họ không nhìn thấy dấu vết tu sĩ, ngược lại có hồn lực chấn động, nhất là sát khí vô cùng đậm đặc làm người khác giật mình. Nam lãnh ngạo, nữ xinh đẹp tuyệt trần, trên người có rất nhiều thương thế, mặc dù đã khôi phục lại nhưng vẫn lưu sẹo, từ đó có thể thấy thương thế nghiêm trọng cỡ nào. Bọn họ chính là Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Năm đó hai người rời khỏi Trường Thành du lịch man hoang, trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, bên người không ngừng tụ tập không ít tu sĩ Trường Thành. Rồi sau đó lại không ngừng tử vong, hôm nay chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót. Hai người trải qua rất nhiều chuyện, từ một con cừu non biến thành con sói hung ác đã trải qua tẩy lễ của máu tươi. Một tia non nớt tồn tại trên người bọn họ đã biến mất, lúc này bị ổn trọng và lạnh lùng thay thế. Sắp đến Trường Thành, ta đã truyền tin cho sư phó, sau khi trở về, thời gian còn lại sẽ gia nhập năm đại quân đoàn. Triệu Thiên Kiêu cười cười, nụ cười làm nổi rõ vết sẹo dài trên khóe miệng bên phải kéo dài tới tận lỗ tai, có thể nói vô cùng đáng sợ. Trần Nguyệt San đau lòng, nàng đứng bên cạnh Triệu Thiên Kiêu. Bởi vì Triệu Thiên Kiêu cứu nàng cho nên bị một tên luyện hồn sư gây thương tích, vết sẹo xuất hiện từ đó. Trong trận chiến vô cùng thảm thiết đó, Trần Nguyệt San nhớ lại vẫn còn sợ hãi. Cũng may lần này ra ngoài lịch lãm gặp phải trọng thương nhưng lại thu hoạch không nhỏ, bọn họ tìm được một thiên thú hồn. Vào lúc hai người đang bay đi, bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy trên bầu trời xa xa có một cột sáng màu đen xuất hiện. Lúc cột sáng bay thẳng lên không trung, ánh mắt Triệu Thiên Kiêu ngưng trọng. Sau khi thương nghị với Trần Nguyệt San liền truyền âm cho Trần Hạ Thiên xin chỉ thị. Một lát sau hai người không quay về Trường Thành, mà là bay thẳng về hướng cột sáng màu đen. Lúc cột sáng xạ át hiện kinh động rất nhiều thế lực. Các thế lực không ngừng an bài người đi xem xét. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy thật xa. Sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn bay không bao lâu đã nhìn thấy Trường Thành. Cắn răng thi triển thần thông bất tử cấm lần nữa. Sau khi xuất hiện đã tiến vào bên trong thành trì. Hắn lại phun máu tươi, lảo đảo trở lại binh doanh. Sau khi quay về phòng của mình liền ngã xuống hôn mê. Hắn hôn mê suốt 3 ngày. 3 ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mở mắt dãy giụa ngồi dậy. Hắn cảm nhận ngũ tạng lục phủ đau đớn khủng khiếp. Hơn nữa tu vi tán loạn. Một chảo kia quá kinh khủng, may mắn không bắt được ta, chỉ quét chúng một ít. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại chuyện lúc trước liền hít sâu một hơi, nỗi lòng sợ hãi. Hắn cũng hiểu mình bị quỷ thủ trọng thương, còn có một chút nguyên nhân chính là thường xuyên dùng thần thông bất tử cấm xuyên qua trận pháp. Cho dù xuyên qua cấm chế tự nhiên hay trận pháp trong Trường Thành, loại phương pháp dung nhập hư không xuyên qua trận pháp như vậy gây tổn thương lớn lên thân thể. Cũng may bất tử trường sinh công cường hãn nên hắn mới có thể kiên trì, nếu không đổi thành người khác, cho dù là Nguyên Anh cũng phải trọng thương. Không nói tử vong, muốn khôi phục trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Bạch Tiểu Thuần có sức khôi phục cực nhanh, thương thế như vậy phối hợp với đan dược cũng dùng thời gian 7 ngày là có thể khôi phục 7-8 phần. Đồng thời trong mấy ngày qua, Bạch Tiểu Thuần cũng không dám ra ngoài. Hắn vừa nghĩ tới quỷ thủ lúc trước, nghĩ đến cột sáng màu đen, nghĩ đến cung điện dưới mặt đất vỡ vụn và hài cốt cá sấu cao 10.000 trượng. Hắn cảm thấy nơi đó ẩn giấu bí mật kinh thiên động địa, mà hắn chính là đầu sỏ gây nên tất cả những việc này. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, hắn cảm giác mình quá oan uổng. Ta không phải cố ý. Bạch Tiểu Thuần than thở, phải biết mục đích ban đầu của hắn chỉ muốn thu thập oan hồn mà thôi. Trong thời gian khôi phục thương thế, hắn cũng nghe tin tức đám người Triệu Long mang về. Biết rõ chuyện cột sáng đã dẫn đến Trường Thành và man hoang xem trọng. Đồng thời cũng biết nhiều người phát hiện động quật. Thậm chí không ít người tìm được mánh khóe bên trong. Đáng tiếc đến nay chưa có tin tức hữu dụng truyền về. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất định. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng. Mặc dù mỗi ngày đều có tin tức với thân phận thiên phu trưởng của mình, Bạch Tiểu Thuần không thể biết được bao nhiêu. Vì vậy hắn tự mình đi tìm Bạch Lân tìm hiểu. Hắn cũng biết Trường Thành an bài không ít người đi vào. Tuy có loạn chiến nhưng hoàn toàn không có tin tức. Dường như bên trong tồn tại mấy cung điện to lớn. Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi không thôi. Xem ra ta chỉ mở địa cung phía trên mà thôi. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình. Hắn phát hiện động tĩnh bên ngoài đã nhỏ đi một ít. Hắn sờ sờ túi chữ vật, ánh mắt nóng bỏng. Trải qua nhiều việc như vậy, mục đích của ta chính là trở thành vạn phu trưởng. Ta phải đi ngay bây giờ. Vừa nghĩ tới phong quang sau khi trở thành vạn phu trưởng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động. Hắn nhanh chóng đứng lên rời khỏi binh doanh. Đám người Triệu Long nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sau đó bái kiến. Kêu tất cả huynh đệ, chúng ta đi tháp cao, chứng kiến Bạch Tiểu Thuần ta trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, hào khí bừng bừng sau đó lên tiếng với Triệu Long. Hắn vừa nói thế Triệu Long sững sờ sau đó lập tức rời đi thông báo. Rất nhanh, hơn ngàn tu sĩ thủ hạ Bạch Tiểu Thuần cũng biết chuyện sau đó cùng chạy tới.
các huynh đệ, chờ ta trở thành vạn phu trưởng, chúng ta ăn thịt càng nhiều, uống rượu cũng nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng, hắn lập tức bay tới tháp cao. Hơn ngàn tu sĩ sau lưng hắn nghe xong liền kích động. Bọn họ sẽ không nghi vấn lời Bạch Tiểu Thuần nói. Bạch Tiểu Thuần nói ngày hôm nay có thể trở thành vạn phu trưởng. Bọn họ tin tưởng Bạch Tiểu Thuần nhất định có thể làm được. Trong lúc bay lên đều vây quanh Bạch Tiểu Thuần, bọn họ cường thế bá đạo bay về phía tháp cao. Hơn 1000 tu sĩ hóa thành ngàn đạo cầu vồng bay đi liền khiến tu sĩ khác chú ý. Sau khi nhìn thấy người cầm đầu đội ngũ chính là Bạch Tiểu Thuần thì có không ít người dùng ánh mắt mỉa mai nhìn sang. Trước khi bọn họ thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng nhiều ngày qua bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hành, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy. Mọi người bắt đầu thu hồi ánh mắt không chú ý tới. Rất nhanh, đoàn người Bạch Tiểu Thuần bay tới bên ngoài tháp cao. Ở chỗ này cũng có không ít tu sĩ hoặc hối đoái vật phẩm, hoặc đang tế hồn. Lúc đám người Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi đây, mọi người chung quanh đều nhìn sang, cũng không quá mức chú ý làm gì, vẫn làm việc của mình như cũ. Bạch Tiểu Thuần không để tới những người này. Hắn đứng bên cạnh tháp cao, hít sâu một hơi, thân thể nhảy dựng lên. Hắn bay lên không trung. Hắn học một thiên kiêu té hồn lúc trước. Hắn bay lên bầu trời sau đó hất tay áo lên, cũng ném một hồn cầu ra ngoài sau đó bóp nát. Trong nháy mắt bóp nát hồn cầu, một tiếng nổ oanh vang lên. Hơn vạn oan hồn bay ra bên ngoài. Động tĩnh như thế làm cho rất nhiều người chú ý nhìn sang. Nhìn thấy hơn vạn hồn liền có một ít người hâm mộ. Càng nhiều người không thèm quan tâm. Bọn họ thu hồi ánh mắt. Là Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc hơn vạn oan hồn xuất hiện, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao nhìn xuống. Những oan hồn này bị cặp mắt vĩ đại hấp thu không còn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần đắc ý. Hắn vẫn lạnh nhạt vỗ túi chữ vật như cũ. Lại lấy một hồn cầu ra sau đó bóp nát. Rất nhanh, hơn vạn oan hồn xuất hiện. Sau đó cặp mắt vĩ đại lại hấp thu. Mọi người bên dưới nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất ra hồn cầu thứ ba đều kinh ngạc không nói được gì. Kế tiếp Bạch Tiểu Thuần muốn bóp nát hồn cầu, đột nhiên ở phương xa có một đạo hào quang bay tới gần, trong hào quang là một đám huyết quang, càng có sát khí kinh người bao phủ bốn phía. Đó là Quý Phong. Quý Phong Thiên Phu trưởng, trước khi Bạch Tiểu Thuần quật khởi thì hắn là tu sĩ kết đan duy nhất có khả năng trở thành vạn phu trưởng. Không biết hắn và Bạch Tiểu Thuần ai sẽ là người trở thành vạn phu trưởng trước. Lúc mọi người đang nói chuyện, hào quang biến mất. Bên trong là một thân ảnh mặc áo giáp huyết sắc, một thanh niên tóc dài xõa vai hiện ra trước mặt mọi người. Người này chính là Quý Phong. Hắn đứng giữa không trung, ngay cả cặp mắt vĩ đại đang hấp thu hồn của Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn sang. Ánh mắt Quý Phong đảo qua người Bạch Tiểu Thuần, sau đó ánh mắt của hắn mang theo một tia khinh miệt không chút che giấu. Chỉ là một dược sư, cho dù tu vi không tầm thường thì có lợi ích gì? Quý Phong, ta lập vô số chiến công, dựa vào cái gì mang ta đặt song song với ngươi? Hắn xem thường Bạch Tiểu Thuần. Càng xem thường sử dụng tụ hồn đan. Hắn xem ra Bạch Tiểu Thuần chỉ là dược sư, dựa vào chút thủ đoạn nhỏ mới lăn lộn tới địa vị của mình bây giờ, mang hắn so sánh với mình là chuyện vô nghĩa. Hôm nay hắn vốn không cần đi tế hồn, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, hắn cố ý đến đây, mục đích là muốn chèn ép khí diễm của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới Quý Phong. Hắn không quen thuộc đối phương. Nếu thật nói gặp mặt thì đây là lần thứ hai mà thôi. Lần đầu tiên là năm đó khi hắn mới vừa đến trưởng thành. Vào lúc hắn đang xem xét chiến công của mình có thể đổi được vật phẩm nào. Lúc đó nhìn thấy Quý Phong đang tế hồn. Mặc dù ra tay là vạn hồn nhưng khi đó không có tụ hồn đan, có thể bắt một vạn hồn đã nói rõ Quý Phong không tầm thường. Ta không đắc tội hắn mà. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn thấy khinh miệt trong mắt Quý Phong. Hắn càng kinh ngạc, sau khi hiểu ra liền đưa mắt nhìn sang. Quý Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, hai người nhìn nhau, ý lạnh bạo phát ra ngoài. Rất nhiều tu sĩ phía dưới phát hiện hai người đang nhìn nhau. Lập tức hào quang nhìn sang, hai người bọn họ rằng co, ta vẫn xem trọng Quý Phong Thiên Phu trưởng, chiến công của hắn là giết ra từ núi thây biển máu. Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần Thiên Phu trưởng cũng không phải sao? Không nói chuyện tụ hồn đan, cho dù trận chiến năm đó hắn đã cứu không biết bao nhiêu người. Vào lúc mọi người nghị luận và đánh cược với nhau phía dưới, Quý Phong cười lạnh, hắn nhắc tay lên. Trong tay áo xuất hiện một túi chữ vật, bên trong có 10 vạn oan hồn bay ra. Mặc dù oan hồn uể oải nhưng trong nháy mắt chúng xuất hiện đã bị cặp mắt vĩ đại trên tháp cao hút đi. Thậm chí hào quang trong cặp mắt vĩ đại sáng lên một chút. 10 vạn hồn. Quý Phong Thiên Phu trưởng, không hổ là thiên kiêu của năm đại quân đoàn chúng ta. Hắn không sử dụng tụ hồn đan, vừa ra tay là 10 vạn oan hồn. Sau khi ném 10 vạn hồn ra ngoài, Quý Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không phải có hồn sao, như vậy chúng ta đấu đi, xem ai có hồn nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cảnh này liền cười lạnh. Hắn cân nhắc mình ném hồn một mình quá nhàm chán. Không nghĩ tới Quý Phong lại đi lên đấu với mình. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn thích nhất nghiền áp đối thủ như vậy.
Vì vậy nâng tay phải lên sau đó ném 20 hồn cầu ra ngoài. Oanh! 20 hồn cầu nổ tung. 20 vạn oan hồn bao phủ bốn phương. Oán khí vô cùng kinh người. Trong nháy mắt đám oan hồn vừa xuất hiện, cặp mắt vĩ đạo tỏa ra hào quang sáng ngời hấp thu toàn bộ 20 vạn oan hồn phía dưới. Nhìn thấy hồn đã bị hút đi, Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang Quý Phong. Sắc mặt Quý Phong mét trầm. Hắn xem thường và cười lạnh. Hắn lại vung tay phải lên. Trong túi chữ vật có mấy chục vạn oan hồn bay ra ngoài. Thậm chí hắn không chỉ có một túi chữ. Hắn lại lấy một túi chữ vật khác ra khỏi ngực. Sau khi mở ra lại có vài chục vạn oan hồn bị cặp mắt vĩ đại trên tháp cao hút đi. Rất nhiều tu sĩ phía dưới phát hiện chuyện này liền kinh hô. Trời ạ, Quý Phong Thiên Phu trưởng có bao nhiêu oan hồn? Hắn làm sao có thể bắt được nhiều như vậy? Trong lúc mọi người chung quanh giật mình, Bạch Tiểu Thuần có phần không kiên nhẫn, hắn nhìn sang Quý Phong và cất tiếng nói. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hồn cứ nói ra đi, bằng không lại cầm một túi chữ vật quá phiền toái, ngươi nói số lượng ra đi, ta không bắt được nhiều như vậy xem như ta thua. Giọng điệu vô cùng cuồng vọng, người bốn phía yên lặng nhìn sang Quý Phong. Cuồng vọng tự đại, nếu ngươi đã tự tìm nhục nhã, Quý Mỗ thành toàn ngươi. Quý Phong hừ lạnh, hắn lại vung tay phải ném một túi chữ vật ra ngoài, trước mặt hắn có 9 túi chữ vật như thế. Trong đây có tổng cộng 270 vạn oan hồn. Quý Phong ngẩng đầu lên tiếng, ngữ khí xem như bình tĩnh nhưng trong thực chất lại ẩn giấu lãnh ngạo. Bạch Tiểu Thuần nhìn là thấy rõ ràng. Trong nháy mắt 9 túi chữ vật xuất hiện trước mắt mình. Tu sĩ bốn phía nghe Quý Phong nói như vậy liền an tĩnh. Qua mấy hô hấp sau, trừ những thủ hạ sau lưng Bạch Tiểu Thuần không lên tiếng, người có mặt ở đây liền kinh hô thành tiếng. Thần sắc ngu ngơ, lộ càng không dám tin tưởng. 270 vạn, trời ạ, Quý Phong đại nhân lại có nhiều hồn như thế. Số lượng hồn nhiều như vậy có thể so với một lần công thành quy mô nhỏ đấy. Mọi người nghị luận với nhau, cũng có không ít người truyền âm cho hảo hữu của mình, bảo bọn họ mau chạy tới nơi này xem trò vui. Mau tới, Quý Phong đại nhân hiến tế một lần 270 vạn oan hồn, việc này trước nay chưa từng có, tới mau đi. Nhanh chóng đi tới tháp cao. Vào lúc người chung quanh khiếp sợ, Quý Phong làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Hắn chỉ cười cười, cố làm ra vẻ mặt băn khoăn và nói, hồn của ta không nhiều, cũng hơn 200 vạn. Bạch Tiểu Thuần, ngươi thế? Đúng là không nhiều, mới hơn 200 vạn hồn mà thôi, mưa bụi mà. Bạch Tiểu Thuần nhìn đống túi chữ vật kia, hất cằm lên. Hắn cảm giác mình là cao thủ tuyệt thế đang đấu với một tiểu hài tử mới biết đi. Hắn rất hưởng thụ cảm giác này, vì vậy cười to sau đó vung tay lên. 300 hồn cầu bay ra bên ngoài, sau đó lại 300, 400. 1000 hồn cầu xuất hiện trên không trung, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người chung quanh nhìn thấy 1000 hồn cầu xuất hiện liền sững sờ một lúc. Quý Phong càng kinh ngạc không nói nên lời, thậm chí có phần không dám tin tưởng. Người chung quanh tháp cao an tĩnh lại. Ở xa xa có từng đạo hào quang đang bay tới gần. Sau khi tới gần và nhìn thấy 1000 hồn cầu, ánh mắt của mọi người như sắp rớt ra ngoài. 1000. Trời ạ, hẳn là 1000 vạn oan hồn. Điều này sao có thể? Không có khả năng mỗi hồn cầu đều chứa 1 vạn oan hồn. Lúc mọi người chung quanh bàn tán với nhau, Quý Phong cảm thấy bất an. Hắn hít thở dồn dập nhìn sang 1000 hồn cầu. Hắn không biết trong đó chứa bao nhiêu oan hồn nhưng vô cùng khẩn trương. Vào lúc muốn lên tiếng nói gì đó, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn sang chung quanh, lại nhìn về phía Quý Phong. Đột nhiên hắn có cảm giác làm như vậy chưa tính là nghiền áp. Dùng 1000 áp 200, không có ý nghĩa, chơi lớn mới được. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, hắn đặc biệt hưng phấn với những sự kiện náo động như hiện tại. Lúc này hắn ho khan, đắc chí nâng tay phải lên, lại có 1000 hồn cầu bay ra ngoài. Vẫn chưa chấm dứt. 1000, 1000, 1000. Trong chớp mắt tính cả 1000 lúc trước, Bạch Tiểu Thuần trực tiếp ném ra 1 vạn hồn cầu. Lúc này tu sĩ chung quanh hít thở dồn dập, tâm thần rung động, cả đám đều ngây người. Ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào 1 vạn hồn cầu. Trong lòng bọn họ có suy đoán nhưng cho dù suy đoán thế nào cũng không dám tin lại có tới cả vạn hồn cầu. Bọn họ không muốn tin tưởng vào sự việc diễn ra trước mặt. Thậm chí bọn họ cho rằng mình đang nằm mơ. Không thể nào. 1 vạn. Trên cơ bản có thể để xác định, mỗi một hồn cầu có lẽ phong ấn không nhiều lắm. Vào lúc mọi người hãi hùng khiếp vía và kinh nghi bất định, Quý Phong không chịu nổi sau đó hét lớn. Bạch Tiểu Thuần, đừng đứng đó giả thần giả quỷ nữa. Ta không tin mỗi hồn cầu của ngươi có cả vạn oan hồn. Thật sự buồn cười. 1 vạn hồn cầu. 1 vạn hồn. Chẳng lẽ ngươi có hơn 100 triệu oan hồn? Đôi mắt Quý Phong đỏ lên. Hắn tuyệt đối không tin Bạch Tiểu Thuần thật sự có 100 triệu hồn. Phải biết 100.000 oan hồn cũng là một trận chiến quy mô rồi.
trên dưới 1 triệu oan hồn vừa xuất hiện, trên cơ bản có thể che lấp ánh mặt trời, oanh động thiên địa. Ngươi không tin, vậy ngươi nhìn là được rồi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hất tay lên, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm về phía hồn cầu. Tán, rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ trong tích tắc 1 vạn hồn cầu sụp đổ. Lúc này một số lượng oan hồn khủng khiếp bao phủ phạm vi vạn trượng. Trong nháy mắt phạm vi vạn trượng tăng lên gấp 10. Đám oan hồn bao phủ phạm vi 10 vạn trượng vẫn chưa chấm dứt. Ngay sau đó oan hồn bao phủ phạm vi 100 vạn trượng. Đương nhiên là do Bạch Tiểu Thuần tận lực làm ra. Nếu không chỉ cần hơi áp chế một chút sẽ không như vậy. Trước mắt chỉ có thể bao phủ phạm vi 100 vạn trượng mà thôi. Bởi vì phạm vi này đã vượt qua khu vực chủ thành. Bầu trời chủ thành bị bóng tối bao phủ, bị oán khí của oan hồn che đậy ánh mặt trời. Khí thế kinh thiên động địa. Tất cả tu sĩ trong 5 đại quân đoàn vô cùng hoảng sợ. Lúc ngẩng đầu nhìn sang bóng tối trên cao, tâm thần mỗi người kinh hoàng không nhỏ. Man hoang tấn công, trận pháp bị nghiền nát sao? Đây là chuyện gì? Vô số người kinh hô, tu sĩ chung quanh tháp cao run rẩy, tâm thần bọn họ nổi sóng, triệt để trợn mắt há hốc mồm. Dường như quên tất cả mọi thứ. Thậm chí cảnh tượng quá kinh người cho nên kinh động 5 quân chủ, Bạch Lân bay ra đầu tiên, hắn khiếp sợ nhìn bầu trời. Các quân chủ khu vực khác cũng vừa xuất hiện, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm thần mỗi người sinh ra phong bạo không nhỏ. Đây là bao nhiêu hồn? Từng đạo hào quang bay lên cao, bay thẳng về phía tháp cao, lúc này tu sĩ 5 đại quân đoàn đều chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt mang theo rung động nhìn về phía tháp cao. Thậm chí Trần Hạ Thiên cũng khiếp sợ bước ra khỏi cặp mắt vĩ đại, hắn không dám tin nhìn mọi chuyện. Trong tích tắc cặp mắt vĩ đạo sinh ra hào quang sáng ngời trước nay chưa từng có. Hào quang mạnh tới tận cùng, phạm vi bao phủ vô cùng vô tận, thậm chí còn có cảm xúc vui mừng, dường như cặp mắt vĩ đại có linh, nó cũng có cảm xúc vui sướng giận dữ. Hấp lực sinh ra cực mạnh, bầu trời biến hóa, phong vân đảo ngược. Trong phạm vi oan hồn bao phủ xuất hiện vòng xoáy cực lớn. Trong vòng xoáy sinh ra hấp linh kinh thiên động địa hấp thu oan hồn. Phạm vi oan hồn thu nhỏ và không ngừng bị hấp thu. Sau khi hấp thu nửa canh giờ, rốt cuộc hồn hải cũng biến mất. Lúc này cặp mắt vĩ đại sinh ra hào quang sáng ngời kinh người, tia sáng bao phủ lên người Bạch Tiểu Thuần, dường như rất thỏa mãn với năng lực của Bạch Tiểu Thuần. Chiến công của Bạch Tiểu Thuần bạo tăng cực nhanh. Khi hồn triều biến mất, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung. Hắn hất cằm lên cao, sắc mặt nhìn như lạnh nhạt nhưng nội tâm đắc ý như nở hoa. Hắn không ngừng tự nói với mình, thời điểm này mình phải bình tĩnh mới được. Lúc này tu sĩ chung quanh đờ đẫn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, bọn họ kính hắn như thần nhân, có kẻ xem hắn như quái vật. Quý Phong run rẩy, hắn đã bị Bạch Tiểu Thuần ra tay đánh thành cạn bã. Sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ánh mắt mờ mịt, đầu óc trống rỗng, chỉ sợ cả đời hắn cũng không quên được chuyện ngày hôm nay. Lúc người chung quanh nhìn Quý Phong đều lộ ra ánh mắt đồng tình. Phải biết rằng, nhuệ khí của hắn bị đánh nát quá hung ác, vừa đánh nhau đã bị 100 triệu đánh nát 200 vạn. Lúc phát hiện mình biến thành tiêu điểm của mọi người, chẳng những đám người Bạch Lân như thế, ngay cả thiên nhân ba mắt cũng như vậy, Bạch Tiểu Thuần đắc ý đến mức tận cùng, hắn ho khan một tiếng. Tất cả mọi người nên rời xa, kế tiếp, ta sẽ xuất ra số lượng lớn hơn nữa. Hắn vừa nói ra lời này, không đợi những người khác kịp phản ứng, cặp mắt trên tháp cao như có linh, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng kinh người. Dường như kích động không chịu được, thậm chí nó đang nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần, lúc hào quang sinh ra mang theo uy áp và động lực kinh hồn. Hào quang đẩy tu sĩ chung quanh ra xa. Cho dù là đám người Bạch Lân cũng không thể chống cự. Bọn họ bị đẩy ra rất xa. Chỉ có Trần Hạ Thiên mới có thể đứng tại nơi này. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi việc. Cho tới bây giờ hắn chưa từng nhìn thấy chân linh làm như thế. Dường như, nếu Bạch Tiểu Thuần ra lệnh một tiếng, cặp mắt vĩ đại sẽ nghe theo. Này, Trần Hạ Thiên đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật. Lúc này một quả hồn cầu bay ra. Sau đó là 1.000, 3.000, 5.000. Trong chớp mắt đã là 1 vạn. Tiếng hít khí lạnh vang lên. Số lượng hồn cầu của Bạch Tiểu Thuần không ngừng tăng lên. 1 vạn 5, 2 vạn, 3 vạn, 4 vạn. Tất cả tu sĩ trong chủ thành rung động không nói nên lời. Mỗi người đều khiếp sợ khi nhìn thấy số lượng hồn cầu. Vô số người hoảng sợ la lên như sấm sét. Không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần ăn cướp Minh Hà sao? Nhiều hồn như vậy. Trời ạ, rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn? Trước giờ chưa từng có, chưa từng nghe qua. Đám người Bạch Lân đã sớm há hốc mồm, ánh mắt bọn họ mang theo mờ mịt. Trần Hạ Thiên cũng ngạc nhiên, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đắc ý ném hồn cầu ra ngoài, nhất thời có phần không kịp phản ứng. Tu sĩ kích động, cặp mắt vĩ đại trên tháp cao kích động nhất. Lúc này ánh mắt của nó xuất hiện hào quang rất sáng, thậm chí còn có ý thức vui sướng sinh ra.
cả cặp mắt run run. Hòa quang chớp động nhiều lần giống như không ức chế được. Lúc số lượng hồn cầu của Bạch Tiểu Thuần đạt tới 8 vạn, cặp mắt vĩ đại kích động thậm chí ảnh hưởng trận pháp Trường Thành. Cũng may không có man hoang tấn công, màn sáng trận pháp của Trường Thành vặn vẹo. Cảnh tượng này chấn nhiếp tâm thần mọi người. Thậm chí bên phía man hoang nhìn thấy màn sáng trận pháp vặn vẹo, chẳng biết tại sao như vậy, cả đám biết tin liền chạy tới. Hồng Trần Nữ cũng không hiểu chuyện gì, sau khi do dự một lúc liền dùng thần thức điều tra. Một tiếng nổ oanh sinh ra, thần thức của nàng lan tới Trường Thành để xem có chuyện gì. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần ném ra ngoài 9 vạn hồn cầu, khi đã xuất ra toàn bộ, lần đầu tiên trong cặp mắt vĩ đại truyền ra tiếng thét lớn. Tiếng thét mang theo điên cuồng, mang theo kích động, ảnh hưởng thiên địa, vặn vẹo hư vô. Hồng Trần Nữ vừa mới tới gần, không chờ nàng nhìn thấy cái gì đã nghe tiếng thét của chân linh. Nàng như bị sấm sét đánh trúng, thần thức sụp đổ trong nháy mắt. Trong khu vực man hoang, Hồng Trần Nữ mở mắt ra sau đó thổ huyết và cả kinh. Không có khả năng, chân linh trong cặp mắt vĩ đại có ước hẹn với thiên tôn, thủ hộ Trường Thành còn dễ hiểu. Nhưng tại sao nó có thể vì thế lực thông thiên mà không tiếc phát ra âm thanh chân linh cũng phải bức ta trọng thương rời đi. Lúc thần thức Hồng Trần Nữ bị xé nứt, Trần Hạ Thiên cũng phát hiện dị tượng sau đó nhìn sang man hoang, hắn lại nhìn sang cặp mắt vĩ đại, trong mắt mang theo kinh ngạc khó nói thành lời. Đương nhiên hắn biết rõ trong nháy mắt vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chân linh trong cặp mắt vĩ đại lại phát ra âm thanh chân linh. Cái gọi là âm thanh chân linh chính là lúc chân linh gặp phải nguy cơ phát ra âm thanh bổn mạng. Mỗi một lần phát ra đều tạo thành hao tổn thân thể. Đồng thời uy lực của nó cực kỳ to lớn. Cho dù thiên nhân dám bức nó điên cuồng, nó không tiếc trả giá cũng có thể làm thiên nhân không toàn thân trở ra. Âm thanh chân linh vừa rồi không phải toàn lực nhưng đã đánh tan thần thức của Hồng Trần Nữ. Đối với chân linh trong cặp mắt vĩ đại cũng là một lần hao tổn không nhỏ. Phải biết rằng chân linh tháp cao ó liên quan với tinh không đạo cực tông nhưng lai lịch chính thức của nó cũng chỉ có tồn tại như Trần Hạ Thiên mới biết. Cũng chỉ có tồn tại như hắn mới hiểu chân linh là đồ vật của thông thiên đảo trong thông thiên hải. Thông thiên đảo, với bốn tông môn thượng du thông thiên hà mà nói đây chính là chí tôn giống như vương thần với hoàng đế. Bốn tông môn thượng du chính là vương hầu, mà thông thiên đảo chính là hoàng cung. Về phần thiên tôn trên thông thiên đảo, chính là chúa tể của thông thiên nhất mạch. Cũng bởi vì có ước định với thông thiên đảo cho nên chân linh trấn thủ Trường Thành. Nhưng những gì chân linh vừa làm đã đánh động Trần Hạ Thiên. Hắn nhìn sang 9 vạn hồn câu trước mặt, lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây là bảo hộ thức ăn. Hồng Trần Nữ không may, lại dám dùng thần thức dò xét ngay lúc này. Bạch Tiểu Thuần có thể bắt được nhiều oan hồn như thế. Trên người kẻ này có không ít bí mật. Đối với Bạch Tiểu Thuần, Trần Hạ Thiên âm thầm quan sát từ nhiều năm qua. Cho dù là tụ hồn đan hay tạc lô đều làm hắn lưu ý. Thậm chí âm thầm người tông môn phá giải tụ hồn đan. Việc này hắn làm rất cẩn thận. Dù sao thân phận người năm đại quân đoàn rất mẫn cảm. Trần Hạ Thiên hơi suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần dương dương đắc ý khoác tay một cái. Nổ cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Lúc hắn vừa lên tiếng 9 vạn hồn cầu không ngừng rung động. Chúng lục tục vỡ vụn. Sau khi vỡ vụn sương mù tỏa ra bốn phía bao phủ tám phương. Sau khi tràn ngập cả chủ thành vẫn còn lan tràn ra chung quanh. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng. Trong chớp mắt sương mù như xé nát thiên địa. Chúng không ngừng lan ra xa. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thậm chí cả hướng giới thành cũng chú ý tới. Có không ít tu sĩ sợ hãi biến sắc. Mặc dù nằm trong man hoang, đám hồn tu và thổ dân man hoang cũng ngạc nhiên không nhỏ khi phát hiện tình hình bên phía Trường Thành. Xảy ra chuyện gì? Trời ơi, đó là... chuyện gì? Sương mù oan hồn bao phủ bốn phía, dung chuyển thiên địa. Cặp mắt vĩ đại trên tháp cao kích động dữ dội. Nó bộc phát ra hào quang cực sáng. Hào quang bao phủ bốn phương. Dường như chân linh trong cặp mắt vĩ đại cảm thấy tốc độ hấp thu quá chậm. Nó sốt ruột cho nên bay ra khỏi tháp cao. Hào quang cặp mắt vĩ đại co rút lại ngưng tụ thành một quang điểm. Quang điểm thoát ly cặp mắt vĩ đại sau đó hóa thành một con rơi trên không trung. Toàn thân con rơi hơi mờ, ánh mắt đỏ rực. Sau khi bay ra ngoài liền ngửa mặt giống to. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hư ảnh cực lớn. Hư ảnh cũng là con rơi nhưng thân thể to lớn như muốn che đậy bầu trời. Sau khi xuất hiện nó há miệng hút mạnh, dường như thiên địa cũng lắc lư theo hấp lực. Sương mù oan hồn chung quanh quay cuồng như thủy triều. Chúng không ngừng chui vào miệng con rơi. Tu sĩ năm đại quân đoàn vô cùng rung động, thậm chí có thể nói rất hoảng sợ. Cho tới bây giờ bọn họ mới biết cặp mắt vĩ đại chính là con rơi. Bạch Lân năm đại quân chủ đã biết được sự tồn tại của con rơi nhưng chưa từng có người nào gặp qua. Sau khi nhìn thấy liền kinh hãi. Thiên địa vặn vẹo, khi sương mù oan hồn bị con rơi hấp thu, phải mất một canh giờ mới thu hết oan hồn. Sau khi con rơi hút sạch mới cảm thấy mỹ mãn. Nó cúi đầu lạnh nhạt nhìn sang chung quanh, ánh mắt đảo qua và bỏ qua mọi người.
Chỉ có lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mới lộ ra ánh mắt tán thưởng, bởi vì tán thưởng nên sinh ra một tia thân thiết. Sau đó hư ảnh con rơi biến mất, nó lại hóa thành quang điểm bay vào trong tháp cao. Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng con rơi hấp thu sương mù oan hồn, hắn cũng không nghĩ tới mình chỉ tế hồn mà thôi, không ngờ dẫn tới biến hóa lớn như vậy. Lúc này trái tim của hắn đập nhanh hơn, bốn phía rất yên tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn sang cặp mắt vĩ đại, cuối cùng đều tập trung nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, con mắt chuyển động và cái, dường như nó đang cân nhắc nên làm thế nào. Trong nháy mắt lệnh bài trong túi chữ vật của Bạch Tiểu Thuần rung động chưa từng có, dọa Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng cầm lệnh bài ra ngoài, sau đó linh thức đảo qua và mở to mắt kinh hô thành tiếng. Nhiều như vậy, chiến công trong lệnh bài thân phận của hắn đang tăng lên, cũng không bao lâu đã đủ giúp Bạch Tiểu Thuần đổi lấy thân phận vạn phu trưởng. Vẫn chưa dừng lại, chiến công đang gia tăng. Thời gian dần qua, thậm chí chiến công của hắn có thể đổi tới 2 vị trí vạn phu trưởng mới chậm rãi dừng lại. Nhìn số lượng chiến công, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh hơn trước. Mặc dù hắn không rõ oan hồn của mình đổi được bao nhiêu chiến công, hắn tính toán sơ qua, cũng chỉ miễn cưỡng đổi được một thân phận vạn phu trưởng mà thôi. Nhưng trước mắt cặp mắt vĩ đại tăng chiến công của hắn lên gấp đôi. Hiển nhiên do chân linh trong cặp mắt vĩ đại rất hài lòng, cố ý cho nhiều hơn không ít. Nhìn chiến công của mình, Bạch Tiểu Thuần kích động. Giờ phút này hắn bất chấp giải thích, lập tức cầm lệnh bài thân phận sau đó hô to lên. Ta muốn tấn chức trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra, tâm thần mọi người chung quanh rung động. Hắn nói cái gì? Vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần muốn tấn chức trở thành vạn phu trưởng. Việc này quá mức oanh động, cho dù sương mù oan hồn vừa rồi ngập trời, cặp mắt vĩ đại biến hóa, nhưng hắn lại đưa ra yêu cầu tấn chức. Đây, tất cả việc này. Trời ạ, Bạch Tiểu Thuần đã trở thành truyền kỳ. Dựa vào tế hồn, tế ra một vạn phu trưởng. Chung quanh xuất hiện các tiếng nghị luận không nhỏ. Cùng lúc đó khi Bạch Tiểu Thuần vừa lên tiếng, bỗng nhiên chiến công trong lệnh bài của hắn giảm bớt, chỉ trong nháy mắt đã ít đi một nửa. Ngay sau đó lệnh bài trong tay hắn cũng sinh ra hào quang chói mắt. Trong đó ghi chép thân phận Bạch Tiểu Thuần từ thiên phu trưởng, trực tiếp thay đổi thành vạn phu trưởng. Chỉ có điều trước vạn phu trưởng còn có một chữ chuẩn. Dù sao thân phận vạn phu trưởng quá mức quan trọng. Đối với năm đại quân đoàn mà nói đã là đỉnh phong của tu sĩ. Bất cứ vạn phu trưởng nào cũng cần năm đại quân chủ và thiên nhân lão tổ cộng đồng xác định không ngại mới truyền cho chân linh trong cặp mắt vĩ đại. Khi đó mới tiến thêm một bước truyền cho tất cả mọi người trong năm đại quân đoàn. Cuối cùng là báo cáo với Tinh Không Đạo Cực Tông. Hôm nay trong trường thành không còn vị trí vạn phu trưởng trống không. Cho nên một khi xác định liền có một người rời đi. Tất cả thủ tục rất rườm rà, cần dựa theo quy định đi lên. Trước mắt lời nói của Bạch Tiểu Thuần vẫn còn quanh quẩn trong tâm thần mọi người, đám người Trần Hạ Thiên cùng Bạch Lân vô cùng đau đầu. Các ngươi nói xem, việc này nên làm cái gì bây giờ? Trần Hạ Thiên thở dài, hắn truyền âm cho đám người Bạch Lân, mấy quân chủ đều câm miệng không biết nên nói cái gì bây giờ. Hôm nay bọn họ cũng đại khai nhãn giới. Bạch Tiểu Thuần dùng phương thức khác tấn chức vạn phu trưởng, bọn họ không cần xem xét quá nhiều. Trước mắt dựa vào phương thức này tấn chức làm bọn họ không kịp trở tay. Thậm chí cho dù Bạch Lân là người thúc đẩy dã tâm của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại có thể trở thành vạn phu trưởng nhanh như thế. Phải biết rằng, từ khi thành lập trường thành đến nay, Bạch Tiểu Thuần là người đầu tiên dùng phương thức tế hồn trở thành vạn phu trưởng. Đúng thế, là người đầu tiên. Ta cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng dựa vào tài năng của mình. Có lẽ có thể à. Vào lúc những người khác không lên tiếng, Bạch Lân kiên trì mở miệng. Làm gì có chuyện đùa như vậy? Trần Hạ Thiên tức giận truyền âm. Đáy lòng lại phát sầu, thân phận vạn phu trưởng quá mức quan trọng. Hết lần này tới lần khác hắn không thể không thừa nhận thân phận vạn phu trưởng của Bạch Tiểu Thuần, nhưng nếu thừa nhận thì quá mức hoang đường. Vào lúc đang suy nghĩ nên làm cách nào vẹn toàn, Bạch Tiểu Thuần đã có phần không kiên nhẫn. Hắn không biết vạn phu trưởng còn cần đám người Trần Hạ Thiên thương nghị mới có thể xác định. Khi hắn nhìn thấy chữ chuẩn trong lệnh bài, hắn nhìn thế nào cũng không thoải mái. Con rơi tiền bối, ngươi làm như vậy là không phúc hậu rồi. Ta tế cho ngươi nhiều hồn như thế, nhiều chừng 1 tỷ đấy. Ngươi lại cho ta làm chuẩn vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần không phục, hắn ngẩng đầu nói chuyện với cặp mắt vĩ đại. Ngươi làm như vậy, sau này ta làm sao dám tế hồn cho ngươi, các đạo hữu khác sẽ làm như thế nào? Bạch Tiểu Thuần rất tức giận. Lúc hắn lên tiếng, cặp mắt vĩ đại cũng lập lòe. Dường như nó đang suy nghĩ. Lại qua mấy hô hấp, không chờ đám người Trần Hạ Thiên thương nghị ra kết quả. Đột nhiên lệnh bài thân phận của năm quân đoàn trong trường thành đều xuất hiện tin tức Bạch Tiểu Thuần tấn chức vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần, tấn chức vạn phu trưởng. Tin tức truyền đi khắp nơi, tu sĩ chung quanh kinh hãi.
Chân Linh trực tiếp bỏ qua đám người Trần Hạ Thiên xác nhận, nó đã chuyển tin tức quay về Tinh Không Đạo Cực Tông. Vạn Phu Trưởng, giờ khắc này có quá nhiều người trong Tinh Không Đạo Cực Tông bị tin tức này làm giật mình. Trương Đại Bàn đã thành công kết thành niệm đan, cũng được đường chủ Hàng Ma thu làm đệ tử. Trong lúc đang tu hành, sư tôn hắn bước vào bên trong nói ra tin tức này. Trương Đại Bàn lập tức im lặng không nói thật lâu. Tiểu Thuần tốt lắm. Rất nhiều tu sĩ trong Tinh Không Đạo Cực Tông biết được tin tức này. Trong trường thành, năm đại quân đoàn cũng oanh động. Trước kia bọn họ chỉ nghe yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần nhưng đây không phải chính thức xác nhận. Trước mắt bọn họ lại thu được thông báo toàn quân. Tất cả mọi người hiểu Bạch Tiểu Thuần đã chính thức tấn chức, trở thành Vạn Phu Trưởng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, cực kỳ vui vẻ. Hắn nhìn kỹ lệnh bài thân phận của mình, nhìn thấy chữ chuẩn trước Vạn Phu Trưởng đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cười to. Từ giờ trở đi, Bạch Tiểu Thuần ta chính là Vạn Phu Trưởng. Trần Hạ Thiên sững sờ, đám người Bạch Lân ngơ ngác. Sau khi bọn họ nhìn nhau, sắc mặt đám người Bạch Lân cổ quái. Cả đám im lặng không nói gì. Trần Hạ Thiên cười khổ ngẩng đầu nhìn Chân Linh trong cặp mắt vĩ đại. Hắn hiểu được, đây là Chân Linh hồi báo Bạch Tiểu Thuần. Dù sao nhiều oan hồn như vây, đối với Chân Linh mà nói đây chính là đại bổ trước nay chưa từng có. Lúc này nội tâm hắn thở dài, dứt khoát không quan tâm nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Bạch Lân, Bạch Tiểu Thuần đã là người của Bác Bì Quân, ngươi an bài một vị Vạn Phu Trưởng xuất ngũ đi. Trần Hạ Thiên lắc đầu, quay người rời đi. Thời gian trôi qua, trong 7 ngày liên tiếp, tin tức có quan hệ Bạch Tiểu Thuần tế hồn dẫn động biến hóa kinh thiên động địa. Sau đó lại là chuyện hắn tấn chức Vạn Phu Trưởng đã qua 7 ngày. Đây vẫn là chủ đề được các tu sĩ trong trường thành nghị luận nhiều nhất. Vô số tu sĩ hâm mộ và khát vọng, bọn họ cũng kỳ vọng mình được như Bạch Tiểu Thuần. Dường như câu chuyện này nói lên khát vọng và mộng tưởng của bọn họ. Thanh danh Bạch Tiểu Thuần càng hiển hách, mặc dù không nói ba đại thành trì trong man hoang đều biết nhưng cao tầng trong ba thành trì đều biết rõ. Đồng thời trong 7 ngày này, vị lão giả Vạn Phu Trưởng đệ tam quân của Bạch Tiểu Thuần trải qua thương nghị với Bạch Lân, hắn lựa chọn rời đi trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Đối với việc này, Vạn Phu Trưởng đệ tam quân lúc trước chẳng những không uể oải, ngược lại hắn càng cảm kích Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã ở trường thành quá lâu, một khi trở lại tông môn, chẳng những có thể trở thành trưởng lão Thiết Huyết Đường, hắn càng có thể dựa vào chiến công hưởng thụ đãi ngộ kinh người trong tông môn. Tuy hắn có phần không nỡ nhưng đối với hắn mà nói đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn thân là Vạn Phu Trưởng cho nên rất khó rời đi. Mượn nhờ cơ hội này hắn quay về tông môn. Việc này không biết các Vạn Phu Trưởng khác hâm mộ như thế nào. Lúc gần đi, lão giả này còn tìm đến Bạch Tiểu Thuần. Sau khi cảm tạ một phen liền phó thác thân tín của mình cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất động dung, biết rõ đối phương chân tâm thật ý. Chứ cảm động hắn càng cam đoan mình tuyệt đối không bạc đãi thân tín của đối phương. Khi lão giả rời đi, mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần nhận được tin tức bổ nhiệm. Hắn được nhậm mệnh trở thành Vạn Phu Trưởng Dệ Tam Quân. Vào ngày bổ nhiệm được thông báo ra toàn quân, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Hắn kiêu ngạo như con gà trống, ăn mặc một thân hổ giáp Vạn Phu Trưởng. Toàn thân sinh ra kim quang sáng ngời. Nhất là sau khi mở trận pháp trên áo giáp thân thể hắn mơ hồ một ít. Hư không chung quanh vặn vẹo. Trên người sinh ra khí thế khủng khiếp, tóc dài bay bay, gương mặt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần ở trong nơi ở của mình xuất gương đồng ra, không ngừng quan sát mình trong gương. Tiểu ma kính, ngươi nói ta mặc bộ quần áo này lên người thế nào? Bạch Tiểu Thuần say mê ngắm bản thân cả buổi, hắn cười ha hả lên tiếng hỏi thăm thăm. Lúc này Dạ Táng xuất hiện trong kính, nội tâm hắn thở dài nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dường như hắn bị trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm rung động. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy càng mở cờ trong bụng, âm thầm đắc ý, cũng không cắt ngang Dạ Táng biểu diễn. Thật lâu, Dạ Táng bừng tỉnh, lúc này mới kinh hô cực kỳ khoa trương. Trời ạ, ngài chính là cao ngạo oai hùng, anh Tuấn tiêu sái, tuyệt thế thiên kiêu Bạch Tiểu Thuần. Không có khả năng, trong suy nghĩ của ta, Bạch Tiểu Thuần đại nhân là tồn tại vượt qua thiên kiêu, lúc trước hắn chỉ là thiên phu trưởng thôi mà. Ít vuốt mông ngựa, Bạch Tiểu Thuần ta là người ưa thích nghe thổi phồng hay sao? Ta hỏi ngươi, bộ quần áo này có hợp với thân ta hay không? Bạch Tiểu Thuần tận lực sụ mặt, ý buồn cười không áp chế nổi. Đáy lòng Dạ Táng đang khinh bỉ Bạch Tiểu Thuần một vạn lần. Hắn biết rõ nếu mình thật dựa theo lời Bạch Tiểu Thuần nói không tiếp tục vuốt mông ngựa. Như vậy Bạch Tiểu Thuần sẽ thu thập hắn rất thảm. Ngươi không thích nghe người khác thổi phồng, trên thế giới này không có ai ưa thích. Đáy lòng Dạ Táng đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lập tức dừng một chút sau đó a dua nịnh nọt. Trực tiếp nịnh nọt suốt một nén nhang mới quay trở lại chủ đề của Bạch Tiểu Thuần. Bộ quần áo này hoàn toàn chuẩn bị riêng cho ngài. Thật sự quá vừa người, nhưng ta cảm thấy sở dĩ y phục này khí phách như thế,
nguyên nhân không phải do bản thân quần áo, mà là ngài. Giả Táng đổi biện pháp suy luận, không ngừng nịnh nọt, Bạch Tiểu Thuần càng nghe nội tâm càng vui vẻ. Cảm thấy Giả Táng rất biết nói chuyện, vì vậy vội ho một tiếng sau đó ném cho Giả Táng một ít đan dược. Lúc này hắn thu hồi gương đồng và rời khỏi nơi ở. Bên ngoài phòng của hắn, hơn vạn tu sĩ đệ tam quân đều tập hợp tại đây. Bạch Tiểu Thuần vừa đi ra, Triệu Long cất bước tiến lên và hét lớn. Đại nhân đến, bái kiến vạn phu trưởng. Triệu Long vừa lên tiếng, lập tức hơn vạn tu sĩ chung quanh cùng ôm quyền bái kiến, âm thanh cuồn cuộn như thiên lôi. Nhìn vạn người trước mặt, nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng có phần cảm khái, nhớ lại ngày mình vừa tới Trường Thành, khi mới bắt đầu cũng chỉ một thân một mình. Sau đó làm thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, cho tới bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, hắn thành vạn phu trưởng. Hắn cảm khái nhớ lại con đường phấn đấu của mình, cảm giác mình vì chức vạn phu trưởng đã trả giá thật nhiều. Đi, các ngươi đi dạo với ta. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hắn vung tay lên. 1000 thủ hạ lúc trước với tư cách thân vệ liền bước ra. Bọn họ đứng chung quanh Bạch Tiểu Thuần, bảo hộ ngắn nghiêm ngặt. 10 thiên phu trưởng dưới trướng của hắn cũng tiến lên. Bọn họ bảo hộ Bạch Tiểu Thị An vô cùng cẩn thận. Đồng thời khi mọi người bay đi, hơn vạn tu sĩ phân tán dọn bãi chung quanh. Trong phạm vi bọn họ đi qua không được phép có tu sĩ nào tới gần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần kích động với loại uy phong này. Hắn không ngừng cảm khái, cảm giác mình cố gắng không uổng phí. Vì vậy cũng thả chậm tốc độ cười nói với mấy thiên phu trưởng bên cạnh. Những thiên phu trưởng này cẩn thận đối đáp. Bạch Tiểu Thuần đắc chí vừa lòng. Khi xuất hành, trong chủ thành có không ít người nhìn thấy, nhất là càng nhiều người gặp qua Bạch Tiểu Thuần khi còn làm thiên phu trưởng xuất hành. Hôm nay lại thấy hắn thành vạn phu trưởng xuất hành. Tin tức liên quan Bạch Tiểu Thuần tấn chức trở thành vạn phu trưởng Bắc Bì đệ tam quân cũng truyền vào thế lực Man Hoang. Sau trận đại chiến năm đó, tất cả tin tức liên quan đến Bạch Tiểu Thuần đều biến thành tình báo trọng yếu của Man Hoang. Dù sao, sự tồn tại của Bạch Tiểu Thuần mang tới uy hiếp to lớn. Cho dù là Tạc Lô hay là Tụ Hồn Đan đều gây bất lợi cho Man Hoang. Sau khi tin tức truyền vào đại trướng của Hồng Trần Nữ khoanh chân đả tọa. Nàng bóp chặt ngọc giản tình báo trong tay. Nói như vậy, chuyện ngày hôm đó là do Bạch Tiểu Thuần tế hồn, đổi lấy chiến công tấn chức vạn phu trưởng. Hồng Trần Nữ chậm rãi lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước. Trước mặt nàng có một luyện hồn sư áo xám nửa quỳ trên mặt đất. Từ chấn động trên người hắn có thể thấy được người này tu vi nguyên anh. Căn cứ ám tử đưa tin thì đúng là như vậy. Nói cho đúng, Bạch Tiểu Thuần tế hồn nhiều hơn 1 tỷ. Luyện hồn sư nói ra hai chữ cuối cùng mang theo thần thái không dám tin tưởng. 1 tỷ. Ánh mắt Hồng Trần Nữ lạnh như băng, sau khi trầm ngâm liền vung tay lên. Thông cáo xuống dưới, tăng xếp hạng của Bạch Tiểu Thuần lên vị trí thứ 5 tất sát bảng, tăng thêm phần thưởng là 2 phần thiên thú hồn, treo giải thưởng tính mạng người này. Tuân lệnh đại nhân. Luyện hồn sư lập tức gật đầu, cáo lui rời đi. Rất nhanh, tin tức Bạch Tiểu Thuần tăng lên vị trí thứ 5 tất sát bảng truyền khắp Man Hoang. Man Hoang dùng 2 phần thiên thú hồn treo giải thưởng cũng truyền vào Trường Thành. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên khi biết tin. Quả ác. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ đầu mình, hắn cảm thấy Man Hoang thật sự kiên định khi muốn giết mình. Không ngờ còn đưa ra giải thưởng 2 phần thiên thú hồn. Như vậy có thể có một ngày treo giải thưởng 1 phần thiên nhân hồn hay không? Bạch Tiểu Thuần lúc này không ngừng cân nhắc một phén. Hắn cũng bị suy nghĩ của mình hù dọa. Hắn nhanh chóng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này. Hắn hạ quyết tâm. Đời này mình sẽ không bước ra khỏi Trường Thành nửa bước. Hừ, chỉ cần ta không rời khỏi chủ thành. Mỗi lần ra ngoài ta mang theo cả vạn người cùng đi. Ta cũng không tin đám người Man Hoang các ngươi có thể làm gì ta.